Quang Vương xin kính chào các bác. Hôm nay xin giới thiệu đến các bác một chiếc đồng hồ ông Tây đánh chuông đến từ đất nước Pháp. Nó được ra đời sản xuất khoảng vào những năm 1950-1960 thưa các bác. Và đây là một chiếc đồng hồ ông Tây đánh chuông, tình trạng còn rất là đẹp. Nó có kích thước chiều cao là gần 60cm và chiều ngang là 33cm. Cái mã đề là 3132 để bác tiện theo dõi. Bác thấy thì cái vỏ do các nghệ nhân làm bằng gỗ sỏi, chạm sỏi thì rất là đẹp đấy. Và đặc biệt hơn nữa thì chiếc đồng hồ bác thấy nó có một cái mặt là tròn, đường kính khoảng 20cm, được tráng men luôn đấy, có giặt thương hiệu Oro bên trên. Với hai lỗ cót thì nửa tiếng đếm chuông một lần. Và hình thức ông Tây đánh chuông gõ vào cái chuông rất là đẹp, vì thế người ta gọi là đồng hồ ông Tây đánh chuông. Và bác thấy quả lắc lắc đều lại rất là đẹp. Khi mà các bác treo trong ngôi nhà các bác cũng là một chiếc đồng hồ decor trang trí rất là đẹp. Ngoài ra thì biết giờ nó hẳn rồi. Đấy, đồng hồ thì rất là bền bỉ. Và máy hoa râu rất là bền bỉ. Và ngoài ra nó còn mang cái ý nghĩa may mắn và phong thủy rất là đẹp thôi các bác. Thì đây em mở ra để bác xem. Rất là đẹp luôn. Đấy, mặt rất là trắng men. Mặt trắng men bị cho là bên xung quanh là được cả cà rôn vàng. Quả lắc rất là đẹp. Đấy, bên trên là hình tượng ông Tây đánh chuông. Em cho đánh nửa tiếng mới xem nhé. Đấy, ông Tây đánh chuông hay gọi là ông Tây gác chuông. Đánh một tiếng. Thấy không? Rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn bác. Cho đánh tiếp một nửa tiếng. Đấy, cho tôi đánh lại một tiếng. Âm thanh rất là ngân nga ạ. Với hai con này thì mới nên căng có thể chạy rất là lâu, chạy được khoảng 10 ngày luôn. Khi bác thì chúng ta lên vừa thôi, một tuần cho lên một lần. Đó. Vậy đối với chiếc đồng hồ Tây chuông này, nó có một cái que côn đồng thì không bao giờ han được, cho em thấy rất là hay. Đây là khóa nên có của nó, tất cả mọi phụ kiện linh kiện và đầy đủ cho chiếc đồng hồ này. Và giá giao lưu các bác cái mã đồng hồ ông Tây chuông này của thương hiệu Odo, mã là 3132, chiều cao 60cm, chiều ngang 33cm, xin giao lưu là 6.500.000, giá kết cầu quả bên Quang Vững. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn ở Quảng Vương.